Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 47. Một trưởng của ông ta giáng xuống đã đánh gục hàng chục người, bổn tọa nói là để bọn họ đi, ai dám nhiều lời giết không tha. Tất cả đều im lặng tột độ. Cho dù người nhà họ Từ không cam tâm thì cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Diệp Bắc Minh yếu ớt nhìn ông lão lôi thôi kia nói, cảm ơn tiền bối. Trước mắt anh bỗng tối sầm xuống, người té sụi lơ trên mặt đất. Diệp Thanh Lam biến sắc, Minh Nhi. Ông lão nhếch nhác thở dài bảo, chân nguyên của cậu ta đã khô cạn rồi, chỉ dựa vào một hơi để chống chịu đến bây giờ. Tuy rằng tính mạng không có gì đáng ngại, nhưng sợ rằng thực lực đời này. Nói đoạn, ông lão nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng, lẳng lặng đỡ Diệp Bắc Minh dậy, Minh Nhi, mẹ đưa con về nhà. Cả hai đi ra ngoài ngục giam trấn hồn. Nhà họ Từ không một ai dám ngăn cản bọn họ. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, ở bên ngoài sơn cốc ngục giam trấn hồn. Ngoài hai ông lão một béo một gầy ra. Ở đây còn có mười mấy ông lão khác nữa. Tô Lê đứng đằng xa, dán chặt mắt vào ngục giam trấn hồn ở phía trước. Tiếng động bên kia rất lớn, đã huyên náo suốt ngày trời. Khói bụi bay mịt mù, đủ tiếng kêu la truyền tới. Rồi ngục giam trấn hồn cũng dần yên tĩnh trở lại. Gương mặt Tô Lê đầy lo lắng, xong rồi sao? Ông lão mập mạp lắc đầu đáp, cô chủ, chúng ta vẫn nên đi trước thôi. Nếu để nhà họ Từ biết chúng ta xuất hiện ở đây thì sợ rằng sẽ nảy sinh hiểu lầm gì đó. Ông lão gầy gò gật đầu tán đồng, cô chủ, lão béo nói đúng lắm. Nếu Diệp Bắc Minh đã lựa chọn tiến vào ngục giam trấn hồn thì đó không liên can gì đến cô chủ hết. Đây là do cậu ta tự chọn, không thể trách được ai hết. Cô chủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu ta rồi. Tô Lê nhíu chặt mày. Diệp Bắc Minh cứ như vậy ra đi thật sao? Nhưng ngay sau đó, một người phụ nữ cả người đầy máu cõng một người đầm đìa máu chảy trên lưng đi ra khỏi sơn cốc. Tô Lê che miệng mình lại, suýt nữa hét to, anh Diệp ra rồi. Người nhà họ Tô kinh hãi, nhanh chóng tiến lên. Diệp Thanh Lam vô cùng cảnh giác nhìn họ, các người là ai? Gương mặt của Diệp Thanh Lam và Diệp Bắc Minh quá giống nhau. Nên Tô Lê liếc mắt là nhận ra bà ngay. Thế là cô ta bèn vội vàng giải thích, bác chính là mẹ của anh Diệp à. Cháu là Tô Lê, là cháu dẫn anh Diệp từ Đại Lục Chân Võ tới đây. Anh Diệp sao rồi à? Diệp Thanh Lam thở phào đáp, Minh Nhi vì cứu bác mà giết chóc ở ngục giam trấn hồn suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ chân nguyên đã rơi vào tình trạng cạn kiệt rồi. Cái gì, Tô Lê biến sắc. Chân nguyên của người tu võ giống như một con suối, cuồn cuộn không khô cạn. Một khi chân nguyên khô cạn cũng giống như con suối khô. Sẽ không còn khả năng khôi phục chân nguyên nữa. Vẻ mặt Tô Lê có chút phức tạp, bác gái. Chúng ta vẫn nên rời đi trước đi. Diệp Thanh Lam gật đầu, được. Chấm chấm chấm. Chuyện đã xảy ra ở ngục giam trấn hồn không thể giấu được, đã lan ra khắp 8 vùng đất của Đại Lục Thượng Cổ giống như lũ lụt. Có người phá hủy ngục giam trấn hồn của nhà họ Từ. Sao lại thế này? Người biết được tin tức đều bị chấn động. Có người giải thích, nửa ngày trước, một người trẻ tuổi xông vào ngục giam trấn hồn. Thả hết tù nhân bị giam giữ ở ngục giam trấn hồn ra. Những người này đều là tông chủ, trưởng lão của một số tông môn, thậm chí là thế lực lớn từng mất tích, bị cho là đã ngã xuống. Bọn họ lại bị nhà họ Từ bí mật bắt lấy, giam giữ ở bên trong ngục giam trấn hồn. Người trẻ tuổi xông vào trong ngục giam trấn hồn, sau đó thả những cường giả ấy ra. Sau khi những cường giả đó chạy ra khỏi ngục giam trấn hồn lại phái người trở về tìm hiểu. Đã lấy được một tin tức kinh người. Người trẻ tuổi kia chẳng những xông vào ngục giam trấn hồn, còn giết mấy chục ngàn người tu võ cấp cao của nhà họ Từ. Hơn 1.000 cảnh giới thần chủ, hơn 300 cảnh giới thần chủ. 7-80 thần đế. Còn có hơn 10 chí tôn. Tin tức này vừa được truyền ra, tất cả mọi người đều ngây dại. Sau đó, là trầm mặc vô tận. Có người hỏi, thanh niên này tên là gì? Một lão già biết tin trả lời, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh.
Trong lòng mọi người nhắc lại cái tên này lần nữa, ghi nhớ nó thật sâu vào trong đầu. Lão già biết tin thở dài một tiếng, chỉ tiếp theo tin tức mới nhất mà nhà họ Tô truyền đến. Chân nguyên của Diệp Bắc Minh khô kiệt, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, chắc hẳn là giữ nhiều lành ít. Chấm chấm chấm. Vô Tương Thần Cung, trong khuê phòng của Nam Cung Uyển. Một bóng người đẩy cửa đi vào. Nam Cung Uyển nhìn thấy người tới, lạnh lùng mở miệng, Mục Hàn, đây là phòng riêng của tôi. Không có sự cho phép của tôi, anh tùy tiện bước vào như vậy là trái với quy định của Vô Tương Thần Cung. Mục Hàn nở nụ cười quỷ dị, Uyển Nhi, anh có tin tức của Diệp Bắc Minh, muốn nghe không? Cái gì? Giọng điệu của Nam Cung Uyển có chút kích động, còn chạy tới chỗ Mục Hàn. Nhìn thấy Nam Cung Uyển kích động như vậy, đôi mắt Mục Hàn trầm xuống, không nhịn được run rẩy một chút. Anh ta muốn đụng vào Nam Cung Uyển, đối phương lại lui về phía sau nửa bước. Nhưng khi nghe thấy tin tức của Diệp Bắc Minh, Nam Cung Uyển lại chủ động chạy tới chỗ anh ta. Một lòng đố kỵ vô danh thiêu đốt trong lòng. Nam Cung Uyển thúc giục, nói mau. Vẻ mặt Mục Hàn có chút khó coi, Uyển Nhi, em như vậy thật là khiến anh quá thất vọng. Em muốn biết tin tức của cậu ta. Được, anh sẽ nói cho em. Diệp Bắc Minh không biết sống chết, xông vào ngục giam trấn hồn. Anh ta nói hết tất cả tin tức bên ngoài cho Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển ngây người, sao có thể? Anh ấy, bây giờ anh ấy như thế nào rồi? Mục Hàn nhe răng cười nói, thế nào ư? Cậu ta đã bị phế đi, vậy mà em còn quan tâm đến cậu ta? Thân là người tu võ, chẳng lẽ em không biết chân nguyên khô kiệt sẽ thế nào sao? Nam Cung Uyển nóng nảy, không được, tôi muốn đi tìm anh ấy. Nói xong cô ta liền chạy ra ngoài phòng. Mục Hàn vô cùng giận dữ, cậu ta đã biến thành một tên tàn phế rồi mà em còn muốn đi tìm cậu ta. Một khí tức cường đại thổi đến, đóng chặt cửa phòng lại. Nam Cung Uyển quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Mục Hàn đỏ rực mắt đi về phía cô ta, Mục Hàn, anh muốn làm gì? Mục Hàn phun ra một chữ, em. Nói xong, anh ta nâng tay lên chộp về phía quần áo của Nam Cung Uyển. Lúc bàn tay của Mục Hàn sắp đụng vào Nam Cung Uyển, một lực lượng cực kỳ lạnh lẽo đánh úp lại. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mục Hàn kêu thảm thiết, hoảng sợ nhìn ngọn lửa màu lam trên cổ tay. Da thịt nhanh chóng khô héo. Mục Hàn phản ứng rất nhanh. Anh ta lật cổ tay một cái, một con dao găm xuất hiện. Không ngờ anh ta lại chém đứt bàn tay của mình. Ánh mắt Mục Hàn co rút lại, nhìn bàn tay dưới đất của mình hóa thành cho tàn trong chớp mắt. Huyền Minh Lãnh Hỏa. Em lại có được Huyền Minh Lãnh Hỏa. Trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi. Nếu anh ta phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ sợ sẽ bị Huyền Minh Lãnh Hỏa trực tiếp đốt thành cho tàn. Tay của anh. Ánh mắt Mục Hàn cực kỳ thất vọng, Nam Cung Uyển, em muốn giết anh. Nam Cung Uyển lạnh lùng, Mục Hàn, đây là anh tự tìm cả thôi. Mục Hàn nhìn Nam Cung Uyển một cái thật sâu, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ thất vọng, ha ha ha, hay cho câu tự tìm. Diệp Bắc Minh đối xử với em như vậy, xong việc vỗ mông trực tiếp chạy lấy người. Anh còn chưa chạm vào em lại phải trả giá bằng một bàn tay. Được, tốt lắm. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, Mục Hàn anh đối với em thật lòng, coi như đút cho chó ăn rồi. Anh ta nhìn lướt qua thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển. Không cam lòng tiêu sái ra khỏi phòng. Đột nhiên, Mục Hàn dừng lại, quay đầu nhìn Nam Cung Uyển, đúng rồi, Thánh Tử Điện Hạ hình như đang thu thập dị hỏa. Nếu anh nói cho hắn ta biết em có được Huyền Minh Lãnh Hỏa, em nói xem hắn ta sẽ làm gì. Nam Cung Uyển biến sắc. Cơ thể cô ta run rẩy. Trong đầu hiện lên một bóng người đáng sợ, Mục Hàn. Anh đúng là vô sỉ. Ha 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 ha. Mục Hàn cười to rời đi. Chấm chấm chấm. Nhà họ Tô, trong phòng ngủ của phụ nữ. Ngô Thần Y, tình huống của anh ấy thế nào rồi? Lưu Thần Y, thật sự không có biện pháp nào sao? Vương Thần Y, cho dù dùng bất cứ cách gì cũng được, chỉ cần có thể chữa trị cho anh Diệp. Tô Lê lôi kéo cánh tay mười mấy lão già. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau,
tất cả đều lắc đầu. Ngô Thần Y thở dài, hai, Tô tiểu thư, chân nguyên của người tu võ khô kiệt sẽ có kết cục gì, cô biết rõ mà. Lưu Thần Y bổ sung một câu, Tô tiểu thư nén bi thương đi, chẳng những thể lực của cậu ta đã cạn kiệt. Hơn nữa gân mạch, máu thịt, xương cốt trong cơ thể cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Vương Thần Y cau mày, nếu người bình thường chịu loại vết thương này đã sớm chết rồi. Vậy mà cậu ta còn sống, quả thực là kỳ tích. Đột nhiên, một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên, lão gia, em đã nói Tô Lê có vấn đề rồi mà. Không ngờ lại lén lút mời hơn 10 vị thần y về nhà, hóa ra là vì cứu người. Ngay sau đó, mười mấy người đi vào. Người cầm đầu đúng là bố của Tô Lê, Tô Chính Dương. Tô Chính Dương nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh, các vị thần y, lão phu còn muốn xử lý một chút chuyện nhà, mời các vị về đi. Được rồi, tạm biệt. Bọn họ đều nhìn về phía Tô Lê, Tô tiểu thư mời người khác giỏi hơn đi. Nói xong, mặc kệ Tô Lê cầu xin như thế nào. Mười mấy thần y cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tô Lê gấp gáp dậm chân, bố, sao bố lại đuổi hết thần y đi vậy, bạn của con phải làm sao bây giờ? Ồ, bạn á? Một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ kêu lên quái dị, bạn bè gì mà bị thương nặng như vậy? Một người sắp chết mà còn đưa về nhà, không sợ xui xẻo sao? Còn không chờ Tô Lê cãi lại, giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi đã vang lên, mẹ, Diệp Bắc Minh, cậu ta là Diệp Bắc Minh. Cái gì? Người phụ nữ sang trọng chấn động, Hỏa Nhi, con nói thật sao? Tô Chính Dương và những người khác đều kinh ngạc nhìn qua. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, chuyện ở ngục giam Trấn Hồn đã sớm truyền khắp đại lục thượng cổ. Ba chữ Diệp Bắc Minh này, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Tô Hỏa kích động gật đầu, chắc chắn đúng, hai tiếng trước con mới nhìn thấy lệnh truy nã Diệp Bắc Minh xong. Nhà họ Từ đưa 1.000 viên đan dược đế phẩm, 10 thần khí để làm giải thưởng cho người bắt sống Diệp Bắc Minh. Vèo. Ánh mắt người phụ nữ sang trọng ngưng tụ, dừng ở trên người Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Tô Hỏa đỏ bừng, bố, mẹ, còn chờ cái gì nữa? Diệp Bắc Minh đang ở trong nhà họ Tô, chúng ta lập tức thông báo cho người nhà họ Từ đi. Tô Lê biến sắc, ngăn Tô Hỏa lại, không được. Người phụ nữ sang trọng cả giận nói, Tô Lê, cô làm gì vậy? Tô Hỏa đẩy Tô Lê một cái, Tô Lê, đừng ngăn cản nhà họ Tô phát tài. Cô có biết 1.000 viên đan dược đế phẩm có ý nghĩa gì không? Cho dù là một vị đan đế, 10 năm cũng chưa chắc đã có thể luyện ra 1.000 viên đan dược đế phẩm đâu. Tô Lê nhìn về phía Tô Chính Dương, bố, anh Diệp là bạn của con. Bây giờ anh ấy đang bị thương, trên danh nghĩa của nhà họ Tô có nhiều thương hội như vậy, nếu chuyện bán đứng bạn bè mà bị truyền ra. Về sau mọi người sẽ nhìn nhà họ Tô chúng ta như thế nào? Còn có thể buôn bán cùng nhà họ Tô sao? Tô Chính Dương trầm mặc, nhíu chặt mày lại. Quả thật. Thương nhân, thành tín là quan trọng nhất. Nếu bán đứng bạn bè thì còn sống như thế nào nữa? Nhìn thấy Tô Chính Dương do dự. Người phụ nữ sang trọng nóng nảy, lão gia, Diệp Bắc Minh đắc tội nhà họ Từ, nếu chúng ta không giao cậu ta ra. Nhà họ Từ biết sẽ trách tội xuống, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Tô Hỏa đỏ bừng, tràn ngập tham lam, đúng vậy bố. 1.000 viên đan dược đế phẩm. 10 thần khí. Nếu con có được mấy thứ này, về sau sẽ có cơ hội trở thành thần đế. Mấy lão giả còn lại của nhà họ Tô cũng đều mở miệng. Gia chủ, phu nhân và thiếu gia nói rất đúng. Kẻ này đã là người sắp chết, giao ra để đổi một vài thứ cũng không sai. Sắc mặt Tô Lê trắng bệch, bố, cầu xin bố, đừng mà. Tô Chính Dương nhìn Diệp Thanh Lam một cái. Cả quá trình người phụ nữ này đều ngồi ở bên giường. Không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tô Chính Dương thở dài một tiếng trong lòng, thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ánh mắt của ông ta dừng ở trên người Diệp Thanh Lam, nhà họ Tô sẽ không thông báo với nhà họ Từ, nhưng gia hạn cho hai người phải rời khỏi nhà họ Tô trong vòng một tiếng. Diệp Thanh Lam không hề nói một câu nào. Chỉ cõng Diệp Bắc Minh rời đi. Tô Lê đuổi theo, bác Diệp.
đủ rồi. Tô Chính Dương khẽ quát một tiếng, lão phu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần vì một người mà liên lụy đến cả gia tộc. Người đâu, canh chừng Tô Lê cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi, cấm nó rời khỏi nhà họ Tô một bước. Vâng. Mấy lão già tiến lên. Chấm chấm chấm. Diệp Thanh Lam vừa rời đi được trăm dặm, phía sau đã truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Không hề che giấu chút nào. Tô Hỏa và người phụ nữ sang trọng dẫn theo một đám người đi đến. Chạy nhanh như vậy để làm gì? Người phụ nữ sang trọng trêu chọc, con trai bà đã chết rồi, cõng một thi thể chạy khắp nơi không thấy phiền sao. Diệp Thanh Lam khàn khàn nói, con tôi không chết. Ha ha ha. Người phụ nữ sang trọng cười đến mức run rẩy cả người, nhưng mà cậu ta sẽ chết ngay lập tức thôi. Đôi mắt Tô Hỏa đỏ bừng, mẹ, vô nghĩa với một người sắp chết làm gì? Kế tiếp cứ giao cho con đi, tiến lên hết cho tôi. Vâng, công tử. Mười mấy lão già lạnh lùng gật đầu, rút vũ khí ra xông lên. Diệp Thanh Lam đang muốn ra tay ngăn cản, lại bởi vì bị thương quá nặng. Chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Bắc Minh trên lưng bà ấy mềm oặt ngã xuống. Tô Hỏa nhe răng cười một tiếng, mẹ, người phụ này trông cũng không tệ lắm. Không bằng để cho con chơi đùa một chút. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, mẹ con người ta đã bị thương nặng như vậy, anh muốn giết người thì thôi đi. Còn muốn nhục nhã mẹ người ta, có phải cầm thú hay không? Ai? Tô Hỏa biến sắc. Ngay sau đó, hai người phụ nữ xinh đẹp đi tới, một người trong đó đeo khăn che mặt. Một người khác hình như là nha hoàn của người đeo khăn che mặt kia. Tuy rằng là nha hoàn, nhưng Tô Hỏa lại không rời mắt ra được. Đẹp, thật đẹp. Nha hoàn còn xinh đẹp như vậy, càng đừng nói đến người phụ nữ đeo khăn che mặt bên cạnh. Cô gái đó trông tràn đầy tiên khí, mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết. Trong đôi mắt có loại khí chất cao thượng, lại làm cho trong lòng Tô Hỏa nóng như lửa đốt. Tô Hỏa à Tô Hỏa, mẹ nó đời trước mày tích đức đúng không? Vậy mà lại gặp được hai cô gái xinh đẹp như vậy trong rừng núi hoang vắng, đêm nay có phúc rồi. Tô Hỏa nuốt một nước miếng, cười ha ha, hai cô, tôi khuyên các cô đừng xen vào việc của người khác. Nếu không sẽ liên lụy đến cả mình đấy. Chát! Nha hoàn kia nâng tay lên cho Tô Hỏa một cái tát, hai má hắn ta trực tiếp nứt toác, quay cuồng trên mặt đất. Con trai! Người phụ nữ sang trọng vô cùng đau lòng, nâng Tô Hỏa lên. Bà ta nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tô Hỏa, trong đôi mắt tràn ngập ác độc, bắt hai ả tiện nhân này lại cho tôi, đưa vào thanh lâu để người ta nhục nhã. Vâng. Hơn 10 lão già xông về phía hai cô gái. Cô gái đeo khăn che mặt vô cùng bình tĩnh. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng, mấy người là nhà họ Tô đúng không? To gan thật đấy, nhìn xem đây là cái gì. Cô ta lập tức lấy ra khối lệnh bài. Lúc nhìn thấy chữ trên lệnh bài, hơn 10 lão già lập tức thay đổi sắc mặt, hít một hơi lạnh, tuyệt trần y tiên. Nha hoàn vô cùng kiêu ngạo, không sai, tiểu thư nhà tôi đúng là đệ tử của tuyệt trần y tiên. Người phụ nữ sang trọng giống giận, tuyệt trần y tiên, tuyệt trần y thần chó má gì. Cô đánh con tôi thành như vậy, tôi muốn để các cô phải trả giá thật lớn. Mấy người còn ngây ra đó làm gì, ra tay cho tôi. Mười mấy lão già quay sang nhìn nhau. Tô Hỏa run rẩy, mẹ, đừng nói nữa. Đó là tuyệt trần y tiên. Chính là một trong ba y tiên của y thánh cung, nghe nói là một người khủng bố đến mức ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Cái gì, y thánh cung? Người phụ nữ sang trọng ngây ra, trên trán đầm đìa mồ hôi. Ở đại lục thượng cổ có lưu truyền một câu, thà rằng đắc tội trăm vị chí tôn, nhưng tuyệt đối không được đắc tội y thánh cung. Người phụ nữ sang trọng run rẩy, cô gái này, xin lỗi. Là chúng tôi có mắt như mù, nhưng mà người này là kẻ thù của nhà họ Tô chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức dẫn cậu ta đi, tuyệt đối không làm ô uế ánh mắt của hai người. Mấy người còn ngây ra đó làm gì, mau bắt kẻ này và mẹ cậu ta đi. Đám lão già kia trả lời một tiếng, vâng. Người phụ nữ đeo khăn che mặt phun ra một chữ, ngu ngốc.
một khí tức lạnh như băng đánh úp lại. Người phụ nữ sang trọng xấu hổ cười, cô gái này, cho dù cô có là đệ tử của Tuyệt Trần Y Tiên thì cũng không thể quan tâm quá nhiều được. Người phụ nữ đeo khăn che mặt nở nụ cười, nếu tôi cứ muốn xen vào thì sao? Cô! Trong lòng người phụ nữ sang trọng dâng lên một ngọn lửa giận. Giọng nói của người phụ nữ đeo khăn che mặt tiếp tục truyền đến, hay là tôi bảo sư phụ tôi rời núi đến nhà họ Tô ngồi nhé? Soạt! Sắc mặt người phụ nữ sang trọng trắng bệch như tuyết. Bà ta nào dám đắc tội Y Thánh Cung? Tuyệt Trần Y Tiên chỉ cần nói một câu, không cần ra tay, những người nịnh bợ ông ta đều có thể giết sạch nhà họ Tô. Nha hoàn quát lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ cút ngay, người phụ nữ sang trọng sợ tới mức tè ra quần, mang theo mọi người chật vật rời đi. Người phụ nữ đeo khăn che mặt chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Diệp Bắc Minh. Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, gân mạch đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, chân nguyên khô kiệt, hết cứu nổi rồi. Đôi mắt Diệp Thanh Lam co rút lại một chút, nói hưu nói vượt, không có khả năng. Ê, bà đúng là không biết tốt xấu, chúng tôi vừa mới cứu bà đó. Nha hoàn bên cạnh quát lớn một tiếng, tiểu thư nhà tôi có y thuật như thần, cô ấy nói không cứu được là không cứu được. Bà cô này, bà vẫn nên chuẩn bị tang lễ cho con trai bà đi. Người phụ nữ đeo khăn che mặt nhẹ nhàng lắc đầu, lười nói thêm một câu vô nghĩa. Chúng ta đi. Hai người rất nhanh đã biến mất. Thân là y giả. Đã quen sinh ly tử biệt. Một người qua đường mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng. Bà ấy hít sâu một hơi, Minh Nhi, mẹ sẽ không để con phải chết đâu. Ngay sau đó, bà ấy lấy ra một cái ngọc bội, phun một ngụm máu lên trên, tôi nguyện ý tổn thất 300 năm tuổi thọ để mở ra cánh cửa truyền tống. Ngay sau đó, rất nhanh khuôn mặt Diệp Thanh Lam đã già hẳn đi. Mái tóc đen cũng biến thành màu hoa dâm. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện. Diệp Thanh Lam ôm Diệp Bắc Minh, bước từng bước vào trong đó. Trước sơn môn Thanh Huyền Tông, trên không trung đột nhiên dày đặc mây đen, sấm chớp đùng đùng. Không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa truyền tống, một người phụ nữ cõng một thanh niên đi ra. Đệ tử Thanh Huyền Tông vừa nhìn đã nhận ra người nằm trên lưng người phụ nữ kia. Tông chủ đã trở lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong Thanh Huyền Tông đều chấn động. Đám người Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Thạch Thiểu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca, tất cả đều lao tới. Bắc Minh. Hạ Nhược Tuyết vô cùng bối rối, sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Lam, kinh ngạc kêu lên, bác. Bác chính là bác Diệp đúng không? Lãnh Nguyệt dồn dập đi lên, Lam Nhi, chị cuối cùng chị đã trở lại rồi. Tông chủ, ngài là mẹ của tông chủ sao? Tông chủ làm sao vậy? Những người còn lại cũng đều kinh ngạc đi lên. Diệp Thanh Lam vô cùng suy yếu, Minh Nhi bị thương, bây giờ đang cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt Nhi, chỉ cần em đưa Minh Nhi về Côn Lôn Hư một chuyến. Nhờ em đấy. Nói xong câu đó, trước mắt Diệp Thanh Lam tối sầm, hoàn toàn ngất đi. Long Quốc, biên cảnh núi Côn Luân. Kết giới dao động một chút, một đám người đột nhiên xuất hiện, lao nhanh về một ngọn núi nào đó. Cùng lúc đó, trong một căn cứ quân sự nào đó, radar đột nhiên vang lên. Lô tướng quân, radar biểu hiện có người đang đi về phía Long Mạch. Một sĩ binh đột nhiên đứng lên. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi. Một tiểu đội trưởng của Long Hồn bây giờ đã là thiếu tướng oai phong một cõi. Mà tất cả những điều này đều là Diệp Bắc Minh ban tặng. Lư Quốc Phong nhướng mày, đi, tiểu đội số 1 Long Hồn nghe lệnh, toàn thể tập hợp, theo tôi đi xem. Rõ. Lư Quốc Phong dẫn theo tiểu đội xuất phát, đi đến vị trí cái khe Long Mạch. Vừa lúc nhìn thấy đám người Diệp Thanh Lam, người nào? Nơi này là cấm địa Long Quốc. Bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần. Ngay sau đó, đồng tử của Lư Quốc Phong co rút lại, Diệp tướng quân. Cái gì? Diệp tướng quân đã trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Các binh sĩ bảo vệ Long Mạch đều xông lên,
vẻ mặt kích động. Diệp Thanh Lam nhìn mọi người, hít sâu một hơi, các vị, nhìn dáng vẻ của mọi người thì hẳn là quen biết Minh Nhi. Minh Nhi bị trọng thương, tình huống cụ thể thì khó mà nói rõ ngay được. Nhưng bây giờ thằng bé cần long mạch trị liệu, mong các vị sắp xếp một chút. Lư Quốc Phong không hề nhiều lời. Anh ta trực tiếp xoay người, thông báo cho Long Chủ, cứ nói Diệp tướng quân đã trở lại. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, cấp bậc an toàn của nơi này được nâng lên thành cấp bậc đặc biệt. Nói xong, anh ta cầm lấy vũ khí, trực tiếp canh giữ ở gần đó. Các tướng sĩ Long Hồn còn lại thấy thế, đều xoay người, cảnh giác toàn diện. Diệp Thanh Lam hít sâu một hơi, đưa Diệp Bắc Minh vào bên trong Long Mạch, Minh Nhi, phải xem số phận của con rồi. Trong nháy mắt tiến vào Long Mạch. Một lực lượng lập tức chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Khụ khụ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động mở miệng, nhóc con, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh. Bản tháp đã nói rồi, cậu là người được lựa chọn, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Diệp Bắc Minh còn chưa kịp nói chuyện. Anh đã phát hiện sức mạnh của long mạch dưới lòng đất, điên cuồng ngưng tụ vào trong cơ thể. Diệp Bắc Minh tái mặt, tôi đang hấp thu long mạch. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế. Diệp Bắc Minh kinh hãi, không được, long mạch đại điện cho vận mệnh của Long Quốc. Nếu như tôi hấp thu hết thì Long Quốc biết phải làm sao bây giờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thoải mái cười, đây là long mạch chủ động lựa chọn cậu, chứ không phải cậu chủ động hấp thu. Nếu cậu chủ động hấp thu thì sẽ khiến long mạch khô cạn. Vận mệnh của Long Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Long mạch chủ động lựa chọn cậu thì khác, chẳng những không ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, mà ngược lại còn có thể giúp đất nước phát triển mạnh mẽ hơn theo sự trưởng thành của cậu. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, thật ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ khẽ, bản tháp thèm lừa vào cậu chắc. Nhóc con, mau hấp thu đi. Mẹ nó, bản tháp cứ tưởng cậu bị phế rồi, đang định tính đường bỏ chạy đây. Không ngờ thằng danh nhà cậu đúng là con của thần may mắn. Lại nhận được sự thừa nhận của Long Mạch, đúng là trong họa được phúc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng không nhịn được chửi tục. Bởi vì tất cả thật sự khiến con người ta vô cùng rung động. Long Mạch được sinh ra từ số mệnh thiên địa, đại diện cho ý chí của đất trời. Căn bản không thể bị người khác chủ động hấp thu. Sau khi Long Mạch chảy vào trong cơ thể bắt đầu xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vết thương trong lục phủ ngũ tạng, nhanh chóng hồi phục như cũ. Không chỉ thế, đan điền khô cạn cũng nhanh chóng căng đầy. Sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể không dứt, trong đan điền là chân nguyên chảy xuôi như thác. Vô cùng dồi dào, nhiều đến mức không bao giờ hết. Trời má! Diệp Bắc Minh giật mình, sức mạnh long mạch ghê gớm đến vậy ư? Đột nhiên, trong đầu anh bỗng có một suy nghĩ. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, anh lấy kiếm Chấn Ngục ra. Một kiếm chém xuống. Kiếm khí chém sâu vào trong lòng đất. Một giây sau đó, hai mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, với sức mạnh vốn có trước đó, sau khi tôi dùng kiếm Chấn Ngục sẽ tiêu hao một lượng chân nguyên rất lớn. Cùng lắm chỉ có thể sử dụng kiếm Chấn Ngục 10 lần. Nhưng lúc nãy tôi vừa thử sử dụng kiếm Chấn Ngục, nhưng chân nguyên trong đan điền vẫn ở trạng thái căng tràn là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, năng lượng của long mạch là vô cùng, vô tận, có thể giúp cậu giữ trạng thái dâng tràn đó đến vĩnh viễn. Diệp Bắc Minh hết sức chấn động, thế có nghĩa là tôi có thể sử dụng kiếm Chấn Ngục vô số lần hả? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, có thể nói là như thế. Diệp Bắc Minh xúc động. Tuy là kiếm đoạn long rất mạnh. Nhưng anh lại phát hiện, đứng trước mặt thần đế cũng lực bất tòng tâm. Muốn chém giết Chí Tôn, trừ khi đánh lén. Nếu không kẻ đó có thể dùng sức mạnh của kình để ngăn cản đòn tấn công của kiếm đoạn long. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục thì hoàn toàn khác. Kiếm này, cấp bậc có thể sánh ngang với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Đối mặt với Chí Tôn cũng có thể giết chết trong giây lát. Số lần sử dụng vô hạn, không khác gì nói tôi là vô địch. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề. Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh chắc chắn có thể đánh thẳng vào ngục giam Trần Hồn. Kiếm Chấn Ngục, đến. Tiếng gọi vang vọng.
tay cầm kiếm Trấn Ngục chém ra. Gào. Tiếng rồng ngâm vang vọng cả lòng đất núi Côn Luân. Một tiếng ầm vang thật lớn, dãy núi Côn Luân chấn động. Bên ngoài, chiến sĩ Long Hồn tái mặt, đều chạy về phía lối vào trong Long Mạch, sao lại thế này? Chẳng lẽ là động đất? Hạ Nhược Tuyết căng thẳng nhìn về phía Diệp Thanh Lam, bác gái, xảy ra chuyện gì thế? Diệp Thanh Lam nhìn ra phía xa trong lòng đất, bác cũng không biết, nhưng bác tin tưởng con trai mình, nó nhất định sẽ không sao. Vô tướng thần cung. Cửa phòng Nam Cung Uyển lại bị đẩy ra. Giọng Mục Hàn vang lên, Uyển Nhi. Ánh mắt Nam Cung Uyển lạnh như băng, Mục Hàn, trả giá một bàn tay vẫn chưa đủ hả? Mặt Mục Hàn đầy ý cười, em xem anh dẫn ai đến gặp em đây này. Nói xong, bèn nghiêng người nhường đường. Một người đàn ông đi tới, dáng vẻ cao giáo hơn 1m8. Dáng người oai phong cùng với hơi thở sâu không thể lường trước được. Thánh tử vô tướng thần cung, Lý Vân Phi. Bên cạnh là một vài trưởng lão của vô tướng thần cung, trong đó có cả sư phụ của Nam Cung Uyển. Thánh tử, sư phụ, sao hai người lại đến đây? Nam Cung Uyển có linh cảm gì đó bất an. Lý Vân Phi thản nhiên nói, đoàn trưởng lão, tại sao bà lại không báo cáo lại tông môn việc Nam Cung Uyển có được lãnh hỏa huyền minh? Bà không biết rằng tôi đang thu gom dị hỏa ư? Một áp lực nặng nề đánh úp tới. Tim Đoạn Cầm Tâm run lên một cái, thánh tử, tôi. Lý Vân Phi nhìn sang Nam Cung Uyển, đáng tiếc, đã không còn tấm thân xử nữ. Nếu vẫn còn tấm thân xử nữ, thì có thể làm người hầu bên cạnh tôi. Nếu không còn, thì cũng không có quá nhiều giá trị. Xoay người đi ra khỏi phòng, 3 ngày sau, thần công của bản thánh tử sẽ đại thành. Tôi sẽ tự tay lấy lãnh hỏa huyền minh trong cơ thể cô ta ra, xem như cô ta hiến tế là xong. Mặt Nam Cung Uyển nhanh chóng tái nhợt như tuyết. Cơ thể Đoạn Cầm Tâm run rẩy, ngước đầu lên. Vẻ mặt chua xót nhìn theo bóng lưng Lý Vân Phi, thánh tử, sau khi dị hỏa nhận chủ thì sẽ rất khó đổi chủ nhân. Nếu thánh tử lấy lãnh hỏa huyền minh ra, Uyển Nhi sẽ chết. Lý Vân Phi hờ hững trả lời một câu. Rồi nhanh chóng biến mất. Hắn ta làm việc, căn bản không cần phải giải thích. Thánh tử, cầu xin người. Đoạn Cầm Tâm muốn đuổi theo. Các trưởng lão lạnh mặt ngăn cản bà ta lại, đoàn trưởng lão, có thể chết vì thánh tử Âu cũng là số phận của Nam Cung Uyển. Cô ta có thể luyện được Thái Thượng Vong Tình Quyết, cũng được tính là thiên tài của vô tướng thần cung. Nhưng cô ta lại không biết giữ mình, đúng là tự làm tự chịu. Người đâu, trông chừng Nam Cung Uyển. Từ giờ trở đi cô ta sẽ bị cấm không được rời khỏi nơi này nửa bước. Mấy ông lão xoay người rời đi. Trong lòng Mục Hàn là cảm giác thích thú đầy biến thái. Nam Cung Uyển ơi là Nam Cung Uyển, ông đây không chơi được cô thì sẽ không cho Diệp Bắc Minh có cơ hội chạm vào cô dù chỉ là một chút. Đúng rồi, cả Tô Lê nhà họ Tô nữa. Ánh mắt tối sầm xuống, đến lúc phải ghé sang nhà họ Tô rồi. Núi Côn Luân. Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung suốt một ngày. Cả Long Mạch đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể anh. Bấy giờ, Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một con rồng vàng đang quấn quanh tòa tháp. Khiến con người ta có cảm giác cực kỳ rung động. Đây là Long Mạch ư? Ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp chớp. Anh cứ có một cảm giác như thể mỗi một hơi thở của mình đều hòa cùng với Kim Long. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục xúc động giải thích nhóc, đây chính là một Long Mạch hoàn chỉnh, nó đã thành công lựa chọn cậu. Cùng lúc đó, Kim Long bỗng nhiên nói tiếng người, huyết mạch nhà họ Diệp thượng cổ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ngươi, có thể nói chuyện hả? Kim Long lầm bầm lầu bầu, đúng là huyết mạch nhà họ Diệp thượng cổ, thảo nào tôi lại bị thức tỉnh. Xem ra trời cao lại cho thế giới chân võ một cơ hội nữa, thanh niên, dẫn tôi quay về gia tổ nhà họ Diệp. Tôi sẽ kể cho cậu biết tất cả. Dứt lời, cơ thể Kim Long hoàn toàn ngưng động. Quấn quanh tháp Càn Khôn Trấn Ngục, như một bức tượng điêu khắc. Diệp Bắc Minh nhíu mày thật chặt, ý nó là sao? Xem ra phải đến gia tổ nhà họ Diệp mới biết được. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất, đi lên trước đã. Mẹ tôi đang chờ tôi,
rốt cuộc cha tôi là người thế nào? Nhà họ Diệp thượng cổ đó rốt cuộc là sao? Bên ngoài lối vào Long Mạch, tất cả mọi người cùng lo lắng chờ đợi. Suốt một ngày trôi qua, ánh mắt Diệp Thanh Lam vẫn nhìn về hướng đó không nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong khe nứt. Trước mặt là một màn đêm tối tăm. Nửa ngày trước, sau khi bên dưới phát ra tiếng động thì không còn một tin tức gì mới nữa. Bác gái, bác đã không ăn uống gì 24 tiếng rồi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi ạ. Hạ Nhược Tuyết bưng một chén canh nóng đi tới. Gương mặt Diệp Thanh Lam đầy vẻ tiều tụy hốc hác, Minh Nhi chưa bình an, bác ăn không vô. Lãnh Nguyệt thoáng đau lòng, Lam Nhi, Minh Nhi có số mệnh của riêng nó. Khó lắm mẹ con hai người mới có thể gặp được nhau, đừng để đến lúc thằng bé lên được, cơ thể của mẹ nó lại suy sụp. Hạ Nhược Tuyết khuyên nhủ, bác gái, dì Nguyệt nói rất đúng. Diệp Thanh Lam chỉ lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía màn đêm đen sâu thẳm. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, Diệp Thanh Lam kêu to, Minh Nhi. Hạ Nhược Tuyết hết sức kích động, Bắc Minh. Canh nóng trong tay bỗng run lên một chút. Long Soái xuất hiện. Diệp tướng quân. Các chiến sĩ Long Hồn nghe thấy âm thanh đều tập trung lại. Một giây sau, đồng tử mọi người co rụt lại. Chỉ thấy, một bóng người đạp không từ trong bóng tối đi tới, đó chính là Diệp Bắc Minh. Minh Nhi. Diệp Thanh Lam kích động, suýt chút nữa đã bất tỉnh. Diệp Bắc Minh đi từng bước đến bên cạnh mẹ mình, chân nguyên rót vào cơ thể Diệp Thanh Lam. Tham kiếm Long Soái. Diệp tướng quân, anh không sao cả, may mắn quá. Lư Quốc Phong và các chiến sĩ Long Hồn vô cùng kích động. Bắc Minh. Con người Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng, đi tới nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Trong suốt khoảng thời gian qua, áp lực trong lòng cô ấy không hề ít hơn Diệp Thanh Lam chút nào. Diệp Bắc Minh gật đầu với bà. Lại nhìn về phía Long Hồn, cảm ơn tất cả mọi người đã túc trực và bảo vệ trong suốt thời gian qua, Diệp Bắc Minh tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Mẹ tôi cần được nghỉ ngơi, Lư Quốc Phong. Lư Quốc Phong đi tới, vẻ mặt xúc động có. Chuẩn bị cho tôi một phòng yên tĩnh. Rõ. Lư Quốc Phong hành lễ, rồi nói, nghiệt mặt ra đó làm gì? Dẫn Long Soái về doanh. 15 phút sau. Sâu bên trong căn cứ nơi biên giới. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam. Lãnh Nguyệt, Hạ Nhược Tuyết, Lư Quốc Phong đều biết ý, để lại thế giới riêng cho mẹ con hai người. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lam, hít sâu một hơi, mẹ, con đang nằm mơ ư. Con ngày nhớ đêm mong, không ngờ hôm nay thật sự được gặp mẹ. Mẹ có biết con tìm kiếm manh mối gian nan đến mức nào hay không? Con còn tưởng rằng tất cả mọi sự tìm kiếm của con đều thành công dã tràng. Nhưng không ngờ con thật sự có thể gặp được mẹ. Mắt Diệp Thanh Lam đỏ lên, mũi cay xè, Minh Nhi, là mẹ không tốt. Mẹ cũng muốn gặp được con, nhưng mẹ thật sự không có cách nào khác, mẹ không thể để những kẻ đó biết đến sự tồn tại của con được. Nếu không, ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm xuống, mẹ muốn nói đến nhà họ Từ ư. Diệp Thanh Lam lắc đầu, nhà họ Từ, chỉ là một phần mà thôi. Thật ra, mẹ lo lắng về người của Thiên Ma tộc hơn. Thiên Ma tộc. Diệp Bắc Minh chấn động. Ánh mắt Diệp Thanh Lam vô cùng nghiêm túc, Minh Nhi, mẹ cho con chuẩn bị nhiều như thế là để con có thể chấp nhận được thân phận của mình. Nói thế tức là con đã biết được thân thế của mình rồi phải không? Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu, trong cơ thể con có nửa dòng máu ma tộc. Có lẽ cha con chính là Tề Thiên Ma Tôn. Ông ấy đến từ Thiên Ma tộc ư? Diệp Thanh Lam gật đầu, đúng vậy, cha con chính là Thánh tử Thiên Ma tộc, sau khi Ma Hoàng ngã xuống thì ông ấy nhận nhiệm vụ trở thành Ma Hoàng mới. Lại bị người trong tộc đuổi giết, bây giờ. Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, bây giờ thì sao? Diệp Thanh Lam nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Bắc Minh. Tim bỗng nhiên hững một nhịp. Với tính cách của Minh Nhi, nếu biết tung tích của cha nó, e là... Minh Nhi, con đừng trách mẹ. Mỉm cười nói, Minh Nhi cứ yên tâm, cha con đang ở một nơi rất an toàn. Thiên Ma tộc vẫn lùng sục tung tích của ông ấy, nên mẹ không thể nói cho con biết.
nhỡ đâu kẻ nào đó biết được tung tích của cha con thì sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Diệp Bắc Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thế tức là, bố con thật sự vẫn đang an toàn ư. Đôi mắt Diệp Thanh Lam có chút né tránh, gật đầu, ừm. Diệp Bắc Minh im lặng một lát, tiếp tục hỏi, mẹ, chuyện nhà họ Diệp Thượng Cổ rốt cuộc là sao? Diệp Thanh Lam lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhà họ Diệp Thượng Cổ từng là gia tộc hàng đầu ở thế giới chân võ, sau đó lại vì nguyên nhân nào đó mà lụn bại. Nhà họ Diệp trên đỉnh Côn Luân chúng ta có lẽ là nhánh cuối cùng của nhà họ Diệp Thượng Cổ. Ban đầu mẹ cũng không biết chuyện này, chỉ là sau đó đến đại lục Thượng Cổ thì dần tìm ra được vài sự thật. Tình huống cũng không khác những gì Diệp Bắc Minh biết cho lắm. Diệp Thanh Lam giải thích một phen, sau khi nhà họ Diệp bị giết, thì nhà tổ đã bị nhà họ Từ chiếm lấy. Mà nhà họ Từ đó từng là tôi tớ nhà họ Diệp. Theo mẹ được biết thì sự diệt vong của nhà họ Diệp có liên quan rất lớn đến nhà họ Từ. Mẹ lẻn vào nhà tổ nhà họ Diệp, vô tình có được bản đồ kho báu của nhà họ Diệp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe, kho báu nhà họ Diệp. Diệp Thanh Lam lấy ra tấm bản đồ giao cho Diệp Bắc Minh, nó có tên là Long Đồ. Vô tình rơi vào tay mẹ, cũng có thể là chuyện đó đã được số mệnh an bài. Minh Nhi, nếu con đủ mạnh, thì có thể tìm cơ hội đi xem thử. Mẹ tin con, ngày đó sẽ không còn quá xa nữa. Diệp Bắc Minh cười, mẹ, ngày đó đã đến rồi. Cái gì? Diệp Thanh Lam khó hiểu nhìn anh. Diệp Bắc Minh chỉ cười mà không nói. Mở ra bản đồ kho báu của nhà họ Diệp. Chợt thấy tim mình hững đi một nhịp. Trong bản đồ có tổng cộng 99 long mạch, toàn bộ đều hội tụ về một chỗ. Ở giữa trung tâm bản đồ, lại thiếu mất một mảnh. Đó là... Nhìn thấy một mảnh bị thiếu, lòng Diệp Bắc Minh chợt nhớ tới một điều. Anh khoát tay. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, phóng thẳng vào trong long đồ. Hai mảnh hợp làm một, kín kẽ. Hít. Tấm bản đồ đầy đủ và hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt. Chỉ thẳng vị trí của kho báu nhà họ Diệp. Ngục giam trấn hồn. Diệp Bắc Minh hết sức kinh ngạc, cánh cửa vào kho báu nhà họ Diệp lại ở tầng dưới cùng của ngục giam trấn hồn. Diệp Thanh Lam đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, sao lại là ngục giam trấn hồn? Diệp Bắc Minh như nghĩ tới điều gì đó, gật đầu chẳng lẽ. Long Mạch bảo anh đến nhà tổ nhà họ Diệp. Bản đồ kho báu nhà họ Diệp lại chỉ về phía ngục giam trấn hồn, xem ra không đi thì không được. Diệp Thanh Lam hỏi, Minh Nhi, sắp tới con có kế hoạch gì không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, con đã đồng ý với sư phụ Hắc Long, chuẩn bị đến tộc Hắc Long một chuyến, trả Long Châu lại. Sau đó... Còn phải đến ngục giam trấn hồn một chuyến. Đúng rồi, mẹ, các sư tỷ của con đều là do mẹ chuẩn bị phải không? Diệp Thanh Lam cười một tiếng, đó là người hầu mà bố đã lựa chọn cho con, mẹ chỉ chịu trách nhiệm dạy dỗ một chút mà thôi. Lai lịch của họ cũng không tệ, nếu con thích, có thể nhận lấy hết. Diệp Bắc Minh có chút phiền não, mẹ, bên cạnh con đã có rất nhiều phụ nữ rồi. Nhược Giai là vợ chưa cưới của con. Tôn Thiến vẫn đang mang thai, còn thêm một Nhược Tuyết. Mặt Diệp Thanh Lam chợt đổi, nguy rồi. Mẹ, sao thế? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Diệp Thanh Lam có vẻ tự trách, Minh Nhi, mẹ quên mất chuyện này. Nhược Dư và Tôn Thiến, cùng với một sư phụ của con đã bị không gian cắn nuốt. Đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại, cái gì? Mẹ, sao lại như thế? Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Diệp Thanh Lam giữ chặt tay Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, tạm thời con đừng vội. Mẹ cũng nghe được chuyện này từ miệng Từ Thiên, ông ta đã dùng đá lưu niệm ghi lại tất cả. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mẹ, chuyện như thế mà bảo con không nóng nảy làm sao được. Diệp Thanh Lam cố gắng an ủi cảm xúc Diệp Bắc Minh, Nhược Giai, Tôn Thiến và sư phụ con bị không gian cắn nuốt, nhưng cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giáo phụ cũng rất mạnh. Sau trận chiến đó tuy ông ấy có bị thương, nhưng vẫn đủ sức tự bảo vệ bản thân mình. Diệp Bắc Minh nhìn mẹ, mẹ, nói thế là sao? Diệp Thanh Lam suy nghĩ một lát, mới giải thích, tuy rằng khe hở không gian rất đáng sợ, nhưng chỉ đáng sợ với võ giả cấp thấp thôi.
Với võ giả cấp cao mà nói, chỉ cần đủ sức chống lại sức mạnh không gian thì cũng không nguy hiểm là mấy. Hả? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, mẹ cậu nói đúng đấy. Các võ giả đứng đầu đều có khả năng xé rách không gian để di chuyển giữa các vị diện. Bản tháp có gặp được sư phụ của cậu, không phải người thường đâu. Nếu họ may mắn, thì có thể xuyên qua khe hở không gian để đến được đại lục ở vị diện khác. Nếu không may thì có thể sẽ mãi mãi lạc lối trong hỗn độn. Hơi thở Diệp Bắc Minh cũng trở nên dồn dập, tháp nhỏ này, có cách nào để tìm được họ không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thoáng do dự, có thể, nhưng rất khó. Trừ khi, cậu biết được chính xác họ đã ngã vào khe hở không gian nào. Nếu không, muốn tìm được họ ở đại thế giới này thật sự rất khó. Nhắc nhở một câu, lão tổ nhà họ từ đó, có lẽ sẽ cảm nhận được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm. Nhất định phải tới nhà họ Từ. Trong lòng anh đã đưa ra quyết định. Lúc này, giọng nói của Diệp Thanh Lam vang lên, Minh Nhi, xin lỗi con. Là mẹ vô dụng, nếu mẹ có thể tính toán chính xác hơn một chút, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này. Sư phụ con và Nhược Giai, Tôn Thiến cũng sẽ không. Diệp Bắc Minh ngăn cản Diệp Thanh Lam nói tiếp, mẹ, chuyện này không trách mẹ. Nhìn Diệp Thanh Lam tự trách mình. Diệp Bắc Minh hết sức đau lòng, mẹ đã tiểu tụy hơn nhiều rồi. Khi vừa gặp được mẹ, tuy bà bị giam trong ngục trấn hồn. Nhưng trông lại không khác gì phụ nữ hơn 30. Lúc này, lại như già đi hơn 10 tuổi. Diệp Thanh Lam nở nụ cười vui mừng, Minh Nhi, chỉ cần con không sao, thì mẹ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Mẹ, để con chữa trị cho mẹ. Diệp Bắc Minh đi tới. Bắt lấy cổ tay Diệp Thanh Lam. Giây sau đó, sắc mặt anh chợt thay đổi, mẹ, khí huyết của mẹ đã bị hao tổn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt Diệp Thanh Lam chợt lóe lên, vội vàng nói, uầy, có chuyện gì đâu mà, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, mẹ cậu vì sự an toàn của cậu, mà dùng hơn 100 năm tuổi thọ để mở ra cánh cửa truyền tống. Mang cậu từ đại lục thượng cổ về Thanh Huyền Tông, lại đưa cậu vào trong long mạch núi Côn Luân. Nghe tháp nhỏ giải thích, tim Diệp Bắc Minh chợt hẫng đi một nhịp. Anh có ngút nghẹn ngào, mẹ. Diệp Thanh Lam không biết Diệp Bắc Minh đã biết chuyện bà mất đi 100 năm tuổi thọ, khó hiểu hỏi, Minh Nhi, con bị sao vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, mẹ, con không sao. Trong lòng anh âm thầm thề, mẹ cứ yên tâm đi. 100 năm tuổi thọ đó, Minh Nhi nhất định sẽ bù lại cho mẹ. Sau đó, mẹ con hai người lại trò chuyện với nhau. Diệp Bắc Minh kể lại những chuyện mình trải qua suốt mấy năm nay, cả chuyện gia đình cha mẹ nuôi bị diệt tộc. Mặt Diệp Thanh Lam đầy vẻ đau lòng, Minh Nhi, thời gian qua con đã quá khổ rồi. Còn kể về chuyện Diệp Bắc Minh bị người đuổi giết, trốn vào núi Côn Luân. Diệp Thanh Lam nghe mà giật cả mình. Mẹ con hai người nói hết 2 tiếng đồng hồ, Diệp Thanh Lam mới thử hỏi dò, Minh Nhi. Kế hoạch sắp tới của con thế nào? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, con muốn quay lại ngục giam trấn hồn một chuyến. Cái gì? Diệp Thanh Lam hoảng sợ. Bắt lấy tay Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, không được đâu con. Nơi đó quá nguy hiểm. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, mẹ, ngục trấn hồn đó con bắt buộc phải về. Thứ nhất, con phải chính miệng hỏi lão tổ nhà họ Từ, rốt cuộc sư phụ con đã rơi vào mảnh không gian nào. Thứ hai, nếu trong cơ thể con có huyết mạch nhà họ Diệp thượng cổ, thì con nhất định phải biết vì sao nhà họ Diệp bị giết. Thứ ba, long mạch Côn Luân chủ động tiến vào cơ thể con, nó cũng bảo con đến nhà tổ nhà họ Diệp. Cái gì? Diệp Thanh Lam ngây người, long mạch Côn Luân chủ động vào trong cơ thể con ư? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu, giẫm mạnh chân một cái. Gào! Tiếng rồng ngâm vang lên. Một con kim long hiện lên sau lưng Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Lam nghẹn họng nhìn chân chối, Minh Nhi con. Mẹ con Diệp Thanh Lam ra khỏi phòng, bên ngoài đã có rất nhiều người đứng chờ. Bắc Minh! Minh Nhi! Long Soái, anh không sao rồi.
Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt, sát chủ. Ông ngoại Diệp Nam Thiên, cậu Diệp Thanh Dương và người nhà họ Diệp. Một đám trưởng lão Thanh Huyền Tông, các chiến sĩ Long Hồn. Chị em Tiêu Nhã Phi, Tiêu Dung Phi cũng không nhịn được đi theo cùng. Ngoài ra, còn có Diệp Cấm Thành, Diệp Lăng Tiêu đã lâu không gặp. Diệp Thanh Ca đứng sau lưng hai người, đôi mắt xinh đẹp không ngừng quan sát Diệp Bắc Minh, mấy tháng không gặp, dường như Diệp Bắc Minh đã không còn là người cùng thế giới với chúng ta nữa rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu với tất cả mọi người, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Thư ký Tiền cũng tới, anh ta cười cười, Long Soái, ngài không sao là tốt rồi. Làm mọi người lo lắng muốn chết, bây giờ cả núi Côn Luân đều biến thành vùng cấm. Diệp Bắc Minh sửng sốt, sư huynh của tôi đến ư? Thư ký Tiền lắc đầu, Long chủ bận rộn nhiều việc, tạm thời không thể phân thân. Diệp Bắc Minh nghĩ tới điều gì đó, gật đầu. Ha ha ha, anh Diệp. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hầu tử gạt mọi người ra, hai mắt đỏ bừng, anh làm tôi sợ muốn chết, tôi nghe nói anh bị thương hả? Tôi đang rèn luyện trong rừng ma thú thì trực tiếp quay trở về đấy. Diệp Bắc Minh đi tới ôm hầu tử một cái thật mạnh. Thằng nhóc này, bây giờ đã là võ hoàng rồi cơ đấy. Chỉ mới có một năm mà thôi. Người này đã từ võ giả bình thường, bước lên cảnh giới võ hoàng. Thật sự là hơi khủng bố. Hơn nữa, dáng người cũng trở nên cao ngất, không còn là một kẻ mọt sách yếu ớt như ngày xưa nữa. Hầu tử cười cười, cũng ít nhiều là nhờ võ kỹ và đan dược của anh. Nếu không có anh Diệp giúp đỡ, thì bây giờ tôi muốn trở thành một tông sư thôi cũng khó. Diệp Bắc Minh lại ném cho anh ta một bình thuốc, hầu tử, cầm lấy. Hầu tử đổi sắc mặt, anh Diệp, cái này, không được đâu. Mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bình thuốc. Đan dược bên trong đó chắc chắn sẽ khiến con người ta đỏ mắt. Diệp Bắc Minh nhìn anh ta, sao thế? Không thèm hả? Thế tôi lấy lại. Mẹ nó, tôi chỉ khách sáo thế thôi, tặng cho người ta rồi thì làm gì có chuyện đòi lại. Hầu tử nhanh chóng cất bình thuốc đi, giữ chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, anh Diệp, hôm nay chúng ta không say không về. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, e là không được, tôi còn có chuyện khác gấp hơn cần làm. Chờ tôi quay trở lại, chắc chắn sẽ cùng anh không say không về. Được. Hầu tử nghiêm túc gật đầu. Anh ta biết Diệp Bắc Minh không hề nói đùa. Diệp Bắc Minh chào tạm biệt mọi người, rồi tiến vào đỉnh Côn Luân trong ánh mắt của tất cả mọi người. Anh vừa đi, ánh mắt Diệp Thanh Lam đảo qua, nhìn thấy một bóng người xa xa. Bà thoáng suy nghĩ một lát, đi tới, đã đến rồi, sao lại không xuất hiện? Long chủ nhìn Diệp Thanh Lam, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Sứ mệnh của Hoa tộc, giao lại cho cậu ấy. Biển Thiên Đảo, Tinh Thành. Trước cửa sàn bán đấu giá của nhà họ Tô, hai ông lão một béo một gầy cúi đầu. Đó chính xác là lão béo và lão gầy bên cạnh Tô Lê. Hai, cô chủ bị gia chủ cấm cửa, hai chúng ta cũng bị làm khó làm dễ. Bị bắt đến đây, e là cả đời cũng không thể quay lại đại lục thượng cổ. Chúng ta thì không sao, nhưng mà cô chủ. Hai người bất đắc dĩ trò chuyện. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Tô Lê bị gì thế? Giọng nói này. Hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa của sàn bán đấu giá nhà họ Tô. Cậu Diệp. Lão béo và lão gầy đều ngây người. Nghẹn họng nhìn Diệp Bắc Minh chân chân. Quả thực không thể tin được vào hai mắt mình. Diệp Bắc Minh đã bị phế đi rồi cơ mà. Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi trôi qua, lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu, không có bị sao hả? Sao lại như thế được? Mười mấy thần y đều đưa ra kết luận, Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù không chết, thì cả đời này cũng sẽ là kẻ tàn phế không thể xuống khỏi giường. Bấy giờ, anh lại bình yên đứng trước mặt bọn họ. Diệp Bắc Minh không giải thích, chỉ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão béo và lão gầy không dám chậm trễ. Đây là kẻ cực kỳ đáng sợ từng xông vào ngục giam trấn hồn. Nhanh chóng giải thích cho anh nghe. Tuy Diệp Bắc Minh chìm trong hôn mê, nhưng những chuyện xảy ra anh đều nhớ rõ.
Tô Lê Vì đã bị nhốt lại. Còn Tô Hỏa và người vợ kia thì đã là người chết trong mắt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, hai người có cách nào để quay về Đại Lục Thượng Cổ không? Lão béo lắc đầu, cậu Diệp, chúng tôi đã bị đày xuống thế giới thấp hơn, thì sao mà trở về được? Lão gầy nhắc nhở một câu, cậu Diệp, nếu cậu muốn đến Đại Lục Thượng Cổ, thì có thể dùng truyền tống trận của Tinh Cung. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối đi, Tinh Cung có trận truyền tống ư? Lão gầy và lão béo cùng nhìn nhau, gật đầu. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, thì ra cung chủ Tinh Cung vẫn luôn lừa gạt tôi. Đi, theo tôi đến Tinh Cung, tôi cũng phải đến nhà họ Tô một chuyến. Xoay người, đi về hướng Tinh Cung. Lão béo và lão gầy lặng người đi một lúc, nhanh chóng theo sau. Có lẽ lần này, bọn họ thật sự có thể trở về nhà họ Tô. Tinh Cung, trong chủ điện. Cung chủ Tinh Cung, Long trưởng lão, mấy lão bà cùng với mấy trăm trưởng lão khác đều có mặt ở đó. Dường như đang bàn bạc điều gì. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng khắp Tinh Cung, Diệp Bắc Minh cần gặp cung chủ Tinh Cung. Giọng nói vang như sấm. Cái gì? Diệp Bắc Minh. Không phải nó đã bị phế rồi ư? Vô số người kinh ngạc quay đầu lại, họ có nghe được một số tin tức từ Đại Lục Thượng Cổ. Diệp Bắc Minh xông vào ngục giam trấn hồn, bị thương nặng dẫn đến tàn phế. Dù có bị phế đi hay không, thì lá gan của nó cũng quá lớn. Không sai, nơi này là Tinh Cung, nó nói muốn vào là vào hả? Danh con, ngông cuồng. Một đám trưởng lão tức giận không thể kiềm chế được, ánh mắt lạnh như băng quay sang. Giọng nói cười cợt vang lên, nói cần gặp là nể mặt các người lắm rồi đấy, không nể mặt ấy hả? Thì bảo cung chủ các người cút ra đây gặp tôi, các người có thể làm gì được tôi? Dứt lời, một thanh niên tiến vào đại điện Tinh Cung. Chính là Diệp Bắc Minh. Cậu! Vô số ánh mắt dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Nếu là võ giả bình thường, thì đã bị hơi thở đó ép cho quỳ rạp xuống. Diệp Bắc Minh thong thả đi tới, thản nhiên nhìn cung chủ Tinh Cung, mở trận truyền tống. Tôi cần đến Đại Lục Thượng Cổ. Xoẹt. Cung chủ Tinh Cung đứng phát dậy, gương mặt già nua nhăn nhó, đôi mắt lạnh như băng, Diệp Bắc Minh, mày quá ngông cuồng rồi. Chẳng lẽ đến Đại Lục Thượng Cổ được một lần, thì mày chẳng màng đến sự uy nghiêm của Tinh Cung nữa ư? Trong phút chốc, một hơi thở mạnh mẽ dâng lên. Từng bước. Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt cung chủ của Tinh Cung, một tay giữ lấy bờ vai ông ta. Hung hăng áp chế. Cơ thể của cung chủ Tinh Cung run lên, bị ép phải ngồi trở lại. Mày! Sâu trong đôi mắt đó là vẻ chấn động. Đại điện chìm vào yên tĩnh, các trưởng lão khác cũng kinh hoàng nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn họ chưa từng thấy kẻ nào ngông cuồng như thế. Kinh hoàng đến mức tim cũng sắp nổ tung. Sao nó dám? Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn xuống cung chủ Tinh Cung. Bây giờ thì có thể cho tôi dùng trận truyền thống hay chưa? Cung chủ Tinh Cung nuốt nước miếng một cái, gật đầu, được. Diệp Bắc Minh cười đầy ẩn ý, ông, dẫn đường. Được. Cung chủ Tinh Cung không dám chậm trễ. Chân trước vừa dẫn Diệp Bắc Minh ra khỏi đại điện. Thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên phía sau, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn lại, củ cải đỏ. La Vãn Vãn đỏ mặt. Siết chặt chân nhỏ, đừng gọi tôi là củ cải đỏ, tôi là La Vãn Vãn. Diệp Bắc Minh nở nụ cười hiếm gặp, tìm tôi có việc hả? Sao lại đi có một mình thế này? Nhan như ngọc đâu? Mắt La Vãn Vãn lập tức đỏ bừng lên, chị Nhan bị người của Đại Lục Thượng Cổ bắt đi rồi. Mặt Diệp Bắc Minh lập tức tối sầm xuống, sao lại như thế? La Vãn Vãn đỏ mắt nói, hôm đó sau khi anh rời đi không lâu. Thì trên trời xuất hiện cánh cửa truyền tống thứ ba, một thanh niên tên Mục Hàn xuất hiện. Chẳng những bắt chị Nhan mà còn bắt cả Nam Cung Uyển đi. Trong sảnh lớn nhà họ Tô, Tô Lê quỳ dưới đất, cả người đầm đìa máu tươi. Tô Chính Dương, Tô Hỏa, bà Nguyên cùng với một đám người nhà họ Tô đều đứng yên ở đó. Một đám ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đứng yên một bên. Vị trí vốn thuộc về Tô Chính Dương đang có một thanh niên với nụ cười lạnh ngồi đó. Tiếp tục đánh đi.
Mục Hàn uống một ngụm trà, đừng dừng lại. Rõ, thưa cậu. Một ông lão nghe răng cười. Giơ cây roi dài trong tay lên, hung hăng quật vào người Tô Lê. Roi đánh xuống, Tô Lê bong ra chóc thịt. Mắt Tô Chính Dương đỏ lên, cậu Mục, mong cậu nương tay cho. Nhà họ Tô chúng tôi có thể trả bất kỳ giá nào, chỉ mong cậu có thể nguôi bớt cơn giận. Bà Nguyên nhanh chóng lên tiếng, ông này, ông nói cái gì thế? Bảo con ti tiện này gả cho người ta thì nó không chịu, còn chạy xuống thế giới thấp hơn. Bây giờ đắc tội với cậu Mục Hàn, nó chết còn không đủ đền tội nữa là. Tô Hỏa cũng gật đầu, đúng vậy, mặt hàng lỗ vốn này, đánh chết tươi cho xong. Chỉ cần có thể khiến cậu Mục nguôi giận, thì cái mạng nó có là gì? Mục Hàn cười nói, gia chủ nhà họ Tô, ông còn chẳng biết điều bằng vợ và con trai mình nữa đấy. Tô Chính Dương cắn răng, cậu Mục, con bé là con gái tôi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng chịu thay cho con bé. Mục Hàn lạnh mặt, Tô Chính Dương, tôi nể mặt ông quá rồi hả? Nếu không nể việc làm ăn qua lại giữa nhà họ Tô với nhà họ Mục, thì hôm nay ông đây có giết hết nhà họ Tô, ông cũng làm gì được tôi. Lời này vừa ra khỏi miệng, thì sắc mặt mọi người đã nhanh chóng thay đổi. Bà Nguyên luôn miệng cầu xin tha thứ, cậu Mục, đừng làm như thế. Tô Hỏa sợ tới mức môi không ngừng run run, cậu Mục, chúng tôi biết sai rồi. Bố, con ả đê tiện kia điên thì không nói, bố cũng điên rồi hả? Tô Lê, con mẹ nó mày còn chưa chịu xin lỗi cậu Mục ư? Tô Lê, mày muốn dồn nhà họ Tô vào đường cùng hả? Những người khác của nhà họ Tô đều chỉ vào mặt Tô Lê mắng. Mục Hàn cười cười, Tô Lê, cô có hối hận khi đã giúp thằng con hoang đó chưa? Tô Lê nhắm chặt hai mắt lại, cắn răng, tôi, không hối hận. Nụ cười của Mục Hàn chợt cứng đờ, mạnh miệng chứ gì? Tiếp tục đánh cho tôi. Đánh tới đi cô ta chịu thua mới thôi. Lão già kia gật đầu, roi trong tay chuẩn bị quật xuống. Một màu máu chợt lóe. Phụt. Lão già cầm roi kia nhanh chóng hóa thành một đám mây máu. Một giây sau đó, bóng người chợt lướt qua. Một thanh niên ôm lấy Tô Lê, xin lỗi, để cô phải chịu khổ rồi. Tô Lê mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn người trước mắt mà cứ ngỡ là mơ. Đồng tử cô co rụt lại, là anh. Sự ấm ức bỗng chốc dâng lên trong lòng, cô ta nhào vào lồng ngực Diệp Bắc Minh. Bắt đầu gào khóc. Hu hu hu, sao anh lại tới đây? Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc Mục Hàn nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì tóc gáy dựng thẳng lên, tim như muốn nổ tung. Đôi mắt co rụt lại, trong mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài. Anh ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Chạy. Đó là mẹ nó kẻ từng xông vào ngục giam trấn hồn. Mục Hàn biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh, sao lại thế này? Má, 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 thằng khốn này bị phế rồi cơ mà. Tại sao nó lại xuất hiện ở nhà họ Tô? Rốt cuộc là sao thế này? Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này. Gào. Tiếng rồng ngâm đã vang lên. Huyết quang chợt lóe. Ầm. Mục Hàn như con chó chết quỳ rạp xuống đất, gân mạch đã đứt đoạn, có thể nói là biến thành kẻ tàn phế. Bà Nguyên thấy vậy thì chỉ thẳng vào mặt Diệp Bắc Minh, thằng con hoang, mày điên rồi hả? Đó là người nhà họ Mục, mày có biết người nhà họ Mục? Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, quá ồn ào. Một cái tát đánh tới, huyết long bay ra, bà Nguyên cũng hóa thành một đám mây máu. Mắt Tô Hỏa như nứt ra. Ánh mắt đầy tơ máu giống giật mẹ. Không. Diệp Bắc Minh, mày dám giết mẹ tao. Mày phải đền mạng. Diệp Bắc Minh lười biếng liếc Tô Hỏa một cái, trợ tay tát một cái. Phụt. Tô Hỏa lập tức chết ngay tại chỗ. Cơ thể Mục Hàn run lên. Giây sau đó, một đôi giày đã dẫm lên đầu anh ta. Giọng nói như âm thanh của thần chết vang lên, có thích không? Chỉ hai chữ ngắn ngủn đã khiến Mục Hàn như rớt xuống vực thẳm. Anh ta thầm kinh hãi, một tên rác rưởi ở hạ giới mà lại có sức mạnh giết chết mình sao? Mục Hàn vô cùng phẫn nộ, cơ thể cũng run rẩy vì cơn tức, Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao. Diệp Bắc Minh cười bảo, nói gà nói vịt.
rồi anh nhấc chân giẫm mạnh xuống. Tiếng răng rắc vang lên, một chân Mục Hàn bị giẫm nát. Á! Mục Hàn đau thấu tận xương gan hét lên, cậu Diệp, thích. Thích. Thích quá đi mất. Ui! Người nhà họ Tô biến sắc, đây chính là Mục Hàn ư. Anh ta bị hành hạ như vậy sao? Bọn họ như đang nằm mơ vậy. Diệp Bắc Minh mỉm cười nghiền ngẫm nói, chẳng phải mày thích tra tấn người khác lắm sao? Cảm giác mình bị tra tấn thấy thế nào? Mày! Mục Hàn trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, suýt nữa tức chết, sao mày dám làm vậy với tao? Diệp Bắc Minh lắc đầu đáp, sao anh không học được bài học nào thế? Rồi anh lại giẫm chân xuống, một chân khác của Mục Hàn bị nổ thành đống máu. Á! Cổ họng Mục Hàn như bị xé rách, anh ta điên cuồng dập đầu cầu xin anh tha thứ, dạ thưa cậu Diệp, tôi bị tra tấn rất đau đớn. Thật lòng xin lỗi cậu Diệp ạ, tôi biết mình sai rồi. Rầm 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 rầm. Anh ta cuồng loạn nện đầu xuống đất. Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, chân nhấc lên dẫm lên đầu Mục Hàn. Một cảm giác nhục nhã dâng lên trong Mục Hàn, cậu Diệp, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Nam Cung Uyển đang ở Vô Tướng Thần Cung, Thánh tử Lý Vân Phi biết trên người cô ấy có dị hỏa nên chuẩn bị đến ngày tu luyện thành thần công sẽ móc dị hỏa trong cơ thể Nam Cung Uyển ra. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tôi cho anh nói à. Ánh mắt anh chăm chú rồi thi triển thuật siêu hồn. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong đầu Mục Hàn đã chảy vào đầu Diệp Bắc Minh. Con đĩ Nam Cung Uyển này thật đáng chết. Nếu không thì sao hôm nay ông đây có thể thành ra nông nỗi này chứ? Chỉ cần đồ khốn nạn Lý Vân Phi kia móc dị hỏa trong cơ thể con đĩ đó ra, mình không tra tấn đĩ đó đến sống dở chết dở thì thật đáng tiếc. Người nhà họ Tô đứng đây hôm nay chứng kiến cảnh ông đây dập đầu trước tên rác rưởi kia cũng phải chết hết. Còn cái đồ rác rưởi đến từ hạ giới bẩn thỉu Diệp Bắc Minh kia nữa, chỉ cần hôm nay mình có thể còn sống rời khỏi đây thì phải diệt cả họ nhà cậu ta. Mẹ kiếp, chó má. Tiếng lòng căm hận tức tối mà Mục Hàn thầm giấu trong lòng. Tiếc rằng tất cả đều đã bị Diệp Bắc Minh biết. Mục Hàn khiếp hãi, không không không, cậu Diệp, không phải, tôi không có ý đó. Diệp Bắc Minh đưa tay lên chém một kiếm. Phụt. Đầu Mục Hàn lăn lóc xuống đất. Đại sảnh nhà họ Tô lặng ngắt như tờ. Một nỗi kinh hoàng nhấc lên trong lòng người nhà họ Tô. Tô Chính Dương hoảng sợ, rõ ràng Diệp Bắc Minh đã bị tàn phế rồi mà. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi nhà họ Tô, ông ta đã đặc biệt đi tìm thần y hỏi riêng. Gân mạch bị đứt đoạn, chân nguyên khô cạn. Cho dù người của Y Thánh Cung ra tay thì cũng chắc tàn phế rồi. Nhưng vào lúc này, chẳng những Diệp Bắc Minh đã trở lại mà còn mang theo thực lực khủng khiếp của bản thân nữa. Cậu Diệp, thành thật xin lỗi. Dẫu Diệp Bắc Minh giết bà Nguyên và Tô Hỏa thì Tô Chính Dương cũng không dám nổi giận. Là do trước kia tôi làm sai, tôi không nên đuổi mẹ con cậu Diệp ra khỏi nhà họ Diệp. Nếu cậu Diệp muốn trách phạt nhà họ Tô thì cứ giết một mình Tô Chính Dương tôi là được, tôi sẽ không có lời oán hận nào đâu. Diệp Bắc Minh bình thản nói, tôi không trách ông. Tô Chính Dương bất ngờ, hả? Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, nếu tôi là ông, tôi cũng sẽ làm thế. Chỉ vì một kẻ gần chết, không đời nào hại cả gia tộc được. Tô Chính Dương càng thêm kinh ngạc, vậy cậu Diệp đến nhà họ Tô không phải để báo thù ư? Diệp Bắc Minh cười bảo, tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy ư? Nói sau đi, thù của tôi đã báo rồi. Tô Tính Dương gật đầu lia lịa nói, cậu Diệp, tôi hiểu rồi ạ. Bà Nguyên và Tô Hỏa chết là do gieo gió gặt bão. Lão Phu sẽ không truy cứu cái chết của bọn họ nữa. Mà ông ta cũng không dám truy cứu. Diệp Bắc Minh từ từ bước tới chỗ Tô Lê, cô bị thương rồi, cần được chữa trị. Rồi anh ra tay xử lý miệng vết thương trên người Tô Lê. Tô Chính Dương thấy thế bảo, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi ra ngoài hết cho tôi. Người nhà họ Tô không dám nán lại bèn lao đầu ra khỏi đại sảnh. Sau khi Tô Chính Dương bước ra khỏi đại sảnh thì cũng tiện tay đóng cửa lớn lại. Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn Tô Lê và Diệp Bắc Minh. Tô Lê nhìn dáng vẻ của Diệp Bắc Minh. Đôi mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Diệp Bắc Minh chợt hỏi, sao lại khóc rồi? Tô Lê lắc đầu đáp, anh Diệp, ngoài người mẹ đã qua đời từ lâu của tôi thì chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy. Khi ở nhà họ Tô, tôi là người ai gặp cũng xa lánh. Đến cả bố tôi, giữa tôi và nhà họ Tô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nhà họ Tô. Diệp Bắc Minh thở dài bảo, đừng động đậy, thuốc này cần nhanh chóng bôi lên miệng vết thương. Nếu không sẽ để lại sẹo. Vâng. Tô Lê lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Đến khi Diệp Bắc Minh bôi thuốc mỡ xong, Tô Lê đã thiếp đi. Diệp Bắc Minh lấy ra một bộ quần áo đắp lên người Tô Lê. Anh nhìn vào cái đầu chết không nhắm mắt của Mục Hàn sau đó đưa tay cất nó vào, rồi bước ra khỏi đại sảnh. Chấm chấm chấm. Ngoài vô tướng thần cung, đoàn người nối dài không dứt. Trong đại điện đông đảo khách khứa như mây, vô cùng náo nhiệt. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây sẽ nhận ra ngay hai cô gái xinh đẹp mỹ miều lẫn trong đám khách khứa. Một người đeo khăn che mặt ngồi hàng 10 ghế trên cùng. Một người khác đứng sau lưng cô gái che mặt kia nhìn đông nhìn tây rồi tán dương nói, cô chủ, vô tướng thần cung này trông có vẻ nhộn nhịp hơn y thánh cung của chúng ta nhiều. Cô gái đeo khăn che mặt vẫn yên lặng. Cô gái ấy còn không thèm nâng mi mắt lên nhìn, Ninh Nhi, hôm nay là ngày Lý Vân Phi tu luyện thành công 3 môn pháp tướng, chúng ta đại diện y thánh tông đến đây dự lễ. Ở đây có nhiều khách quý, em nên khiêm tốn chút đi, đừng làm y thánh cung mất mặt. Mạc Ninh Nhu hừ nói, cô chủ, vất vả lắm chúng ta mới ra ngoài một chuyến, hãy đi tham quan chút đi. Còn cái tên Lý Vân Phi kia năm nay mới 250 tuổi mà đã tới cảnh giới thần đế sơ kỳ rồi. Hắn ta đã vượt 100 kỷ lục lịch sử đại lục thượng cổ rồi, thật muốn biết hắn ta là kiểu người gì. Mạc Ninh Nhi bày ra dáng vẻ mê trai của mình. Cô gái đeo khăn che mặt vẫn không nói gì. Ngay sau đó, Mạc Ninh Nhi nhướng mày, thấy một cái lồng sắt đặt giữa đại điện. Một cô gái xinh đẹp diễm lệ không hề thua kém cô chủ của Mạc Ninh Nhi, sắc mặt hơi tái đang bị giam giữ trong đó. Đó chính là Nam Cung Uyển. Mạc Ninh Nhi nhìn Nam Cung Uyển nói, nghe nói cô ấy là kẻ phản bội của vô tướng thần cung, trong cơ thể có dị hỏa. Vô tướng thần cung chuẩn bị hiến tế dị hỏa trong cơ thể cô ấy cho Lý Vân Phi, cô chủ à, cô ấy sẽ chết ư. Không liên quan tới tôi, cô gái đeo khăn che mặt lạnh nhạt lắc đầu. Ngoài y thuật ra, thì không có gì có thể làm cô chủ động lòng. Bỗng nhiên, ánh mắt cô gái trở nên đăm chiêu, đến rồi. Ở cửa đại điện ồn ào, một giọng nói chói tai vang lên, cung chủ tới, thánh tử tới. Soạt. Vô số ánh mắt đổ dồn vào cửa đại điện. Một người đàn ông thong dong sải bước đi tới, Lý Vân Phi nối gót theo sau. Theo sau là một đám trưởng lão của vô tướng thần cung. Ồ, hắn ta chính là Lý Vân Phi ư, đẹp trai quá đi. Ánh mắt Mạc Ninh Nhi rực sáng. Người chen chúc nhau chạy tới. Phía sau nối phía trước kêu to, sợ rằng mình chậm chân hơn người khác. Huyền Vũ Tông tặng một khối thiên thạch ngoài hành tinh. Mọi người kinh ngạc, thiên thạch ngoài hành tinh sao? Thật là vật hiếm. Giọng nói thứ hai vang lên. Nhà họ Trịnh thượng cổ tặng 10 gốc huyết sâm 30.000 năm. Mọi người bất ngờ, huyết sâm 30.000 năm sao? Tận 10 gốc. Vãi trưởng. Một gốc thôi đã không gì đong đếm rồi vậy mà một lần tặng tận 10 cây sao. Giọng nói thứ ba vang lên. Lôi Âm tự tặng một viên Phật cốt xá lợi tử. Mọi người hít sâu, ôi, Phật cốt xá lợi tử đó. Truyền thuyết đồn rằng đeo nó có thể giúp người tu võ không có tâm ma. Bảo bối cỡ này mà cũng tặng hả? Giọng nói thứ tư vang lên. Nhà họ Lăng thượng cổ tặng 100 viên đan dược đế phẩm có 9 đường đan văn. Mọi người ghen tị đỏ mắt, 100 viên đan dược đế phẩm. Mà còn có 9 đường đan văn nữa hả? Ôi mẹ ơi! Vô số khách khứa tim đập loạn nhịp, vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Giang thượng cổ tặng một bộ chiến giáp cấp đế. Nhà họ Hoa thượng cổ. Đủ loại quà tặng nối liền không dứt. Mỗi một món lễ vật đều đủ khiến người khác đỏ mắt. Nếu đặt nó ở thế giới bên ngoài đủ nhấc lên một hồi phong ba bão táp. Ánh mắt mọi người ở đây rực lửa. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng ác liệt truyền tới, Thanh Huyền Tông,
Diệp Bắc Minh, tới đây tặng một cái đầu người. Đầu người. Người trong đại điện chết đứng. Cả đại điện im lặng như đất chết. Trong đầu bọn họ không hẹn cùng nảy ra một câu hỏi, thằng nào to gan vậy? Mạc Ninh Nhi kinh ngạc nói, cô chủ, ai dám nói bậy nói bạ thế? Ngay sau đó, một bóng đen lao vào tông sầm vào giữa đại điện, phát ra một tiếng va chạm sẽ to. Mọi người tập trung nhìn qua, đó đúng là một cái đầu người thật. Mục Hàn. Người vô tướng thần cung biến sắc, nhận ngay ra chủ của cái đầu đó là ai? Bọn họ thấy Mục Hàn đang trừng to mắt, biểu cảm đầy hoảng sợ. Giống như trước khi chết đã nhìn thấy việc gì rất đáng sợ vậy. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng bước chân vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Một thanh niên đang bước vào đại điện. Cậu ta nói mình tên là Diệp Bắc Minh hả? Là Diệp Bắc Minh đã giết chóc ở ngục giam trấn hồn của nhà họ Từ kia sao? Là cậu ta đó ư? Sao lại là cậu ta được? Theo tin tức mới nhất thì chẳng phải tên này đã bị tàn phế rồi à? Cả đại điện nhốn nháo, vô số ánh mắt dán vào người Diệp Bắc Minh. Kinh ngạc. Bất ngờ. Khó tin. Mạc Ninh Nhi che kín miệng nhỏ, cô chủ, là cậu ta thật sao? Ngay khi cô gái đeo khăn che mặt nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì cũng lộ ra sự ngạc nhiên. Gương mặt xinh đẹp vốn phẳng lặng như nước giờ lại hiện lên sự khiếp sợ xen lẫn khó tin, là ai chữa trị cho cậu ta thế? Không thể nào. Lý Vân Phi có chút hiếu kỳ, có chút thú vị đó. Diệp Bắc Minh không quan tâm tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, ánh mắt anh trầm xuống. Ở khu vực trung tâm đại điện, Nam Cung Uyển đang bị nhốt trong một cái nhà giam. Sát ý trong mắt anh dâng cao, Uyển Nhi. Lửa giận trong anh bùng cháy dữ dội, anh lao thẳng tới chỗ Nam Cung Uyển. Quát con, mặc kệ cậu là Diệp Bắc Minh hay Diệp Nam Thần, ở đây là vô tướng thần cung. Một lão già ở Huyền Vũ Tông hét to, không tới lượt cậu ra oai ở đây đâu. Vì muốn lấy lòng vô tướng thần cung, người nọ tung trưởng nhắm ngay vào Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh quát to. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm khủng khiếp vang vọng, máu bay đầy trời. Lão già Huyền Vũ Tông vừa mới ra tay kia đã bị đánh bay ra ngoài, giữa đường lăn đùng ra chết. Này! Mọi người ở đây chết lặng. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã bước tới chỗ lồng giam kia. Kiếm đoạn long vụt qua. Tiếng nổ vang lên, lồng giam kia bị chia năm xẻ bảy. Uyển Nhi. Diệp Bắc Minh ôm trầm Nam Cung Uyển đang hôn mê bất tỉnh, người thiếu máu, cơ thể suy nhược. Chết tiệt. Anh hét to. Đôi mắt anh dày đặc tơ máu, mặt tối sầm, nhìn một lão già nhà họ Trịnh rồi nói, đem tới đây. Anh đưa tay chộp lấy. Huyết long gào thét, hốt hết 10 gốc huyết sâm lại đây. Ông già nhà họ Trịnh vô cùng lo lắng, cậu, nhóc con, huyết sâm này là quà nhà họ Trịnh tặng cho vô tướng thần cung, cậu không thể dùng nó được. Diệp Bắc Minh mặc kệ mọi thứ. Anh bóp chặt 10 gốc huyết sâm kia, chất lỏng bên trong rớt xuống miệng Nam Cung Uyển. Lãng phí, quá lãng phí, lão già nhà họ Trịnh tức giậm chân. Nam Cung Uyển mở mắt, anh, Bắc Minh. Tôi đã chết rồi sao? Thật may ra, chúng ta đã gặp nhau ở địa ngục rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, Uyển Nhi, tôi không chết mà cô cũng không chết. Chỉ cần có tôi ở đây thì cô không có việc gì hết. Dứt lời, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh đưa tay lên lấy ra 13 cây ngân châm. Phụt, 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 phụt. Chúng đâm vào cơ thể Nam Cung Uyển. Một cảnh tượng khiến người người khó tin đã xuất hiện, vết thương trên người Nam Cung Uyển khôi phục với tốc độ chóng mặt. Mạc Ninh Nhi kinh hãi, đây là... Cô gái đeo khăn che mặt nhìn chăm chú đáp, quỷ môn thập tam châm, đó là quỷ môn thập tam châm của hoa tộc đã thất truyền từ lâu. Cái gì? Đây là quỷ môn thập tam châm ư? Người hoa tộc chẳng phải đã? Cả đại điện huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Phần lớn người trong số đó chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh. Anh không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ mà ôm trầm lấy Nam Cung Uyển, Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, người trẻ tuổi à,
cậu tưởng Vô Tướng Thần Cung là nơi cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả? Mọi người quay đầu lại. Ở nơi cao nhất của đại điện là người đứng đầu Vô Tướng Thần Cung, Hà Vấn Thiên. Khi ông ta vừa dứt lời, 10 người từ 4 phương 8 hướng lao ra bao vây Diệp Bắc Minh. Soạt soạt soạt. Đám khách khứa kia đều lùi ra sau, sự sợ hãi khiến bọn họ nghẹt thở, tim như muốn nổ tung. Đó là 10 vị trí tôn. Họ đều là thái thượng trưởng lão của Vô Tướng Thần Cung. Diệp Bắc Minh ôm Nam Cung Uyển đứng vững giữa đám đông. Vẻ mặt anh đầy ngạo mạn, trên người toát ra một luồng khí thế vô địch, Uyển Nhi, có sợ không? Nam Cung Uyển lắc đầu nói, tôi không sợ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đi thôi, hôm nay ai dám ngăn cản tôi thì tôi sẽ giết kẻ đó. Nếu Vô Tướng Thần Cung dám ra tay thì tôi giết Vô Tướng Thần Cung. Ôi trời! Một tràng tiếng than sợ hãi vang lên. Giết Vô Tướng Thần Cung sao? Thật là mạnh miệng. Hà Vấn Thiên tức đến độ phải bật cười, bắt. Từ đã. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên, Hỏa Linh Môn nguyện chiến một trận vì cậu Diệp. Cái gì? Mọi người sững sờ, khiếp sợ nhìn một ông lão tóc đỏ đang bước ra khỏi đám đông. Lão quái họ Thạch kia, ông bị điên rồi hả? Chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh mà ông đối địch với Vô Tướng Thần Cung hay sao? Hỏa Linh Môn, Thạch Phá Thiên, cảnh giới chí tôn. Ngay khi ông ta nói thế đến Hà Vấn Thiên cũng sững sờ chốc lát. Ông ta nhíu mày nói, Thạch Phá Thiên, ông có ý gì đó? Thạch Phá Thiên cười nói, không có ý gì hết, lúc cậu Diệp đại náo ngục giam trấn hồn có vô tình cứu lão phu một mạng. Thế nên, nếu Vô Tướng Thần Cung muốn đối đầu với cậu Diệp, vậy thật ngại quá. Ông ta từ từ bước ra, đứng ngay sau lưng Diệp Bắc Minh. Sau lưng ông ta bùng lên ngọn lửa hừng hực, quát to, tôi đây xin sóng vai chiến với cậu Diệp một trận. Tử chiến. Này. Khí tức khủng bố tỏa ra khiến mọi người chết lặng. Ánh mắt Hà Vấn Thiên lạnh như hầm băng, Thạch Vấn Thiên, chỉ dựa vào một mình ông với Hỏa Linh Môn thì sợ rằng không bảo vệ nổi Diệp Bắc Minh đâu. Còn lão phu thì sao? Còn tôi nữa? Thêm tôi vào với. Hi hi, cậu Diệp đã cứu mạng lão già này, sao lão có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Lại có hơn 10 người bước ra khỏi đám đông. Bọn họ chậm rãi bước đến phía sau Diệp Bắc Minh. Ánh mắt bọn họ rất kiên định. Mí mắt khách khứa ở đây chớp lên chớp xuống, miệng há hốc, cằm suýt rớt xuống đất. Bọn họ nuốt nước miếng ửng ực điểm danh, Nhân Vương, Sở Thiên Hùng, Bắc Lương Kiếm Đế, Đông Hoàng Trường Thiên, Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Tông, Đạo Trưởng Xích Dương. Còn có một trong thập đại ác quỷ của Quỷ Vân Quật, Quỷ Bà. Khí tức khiếp người ngưng tụ lại. Mọi người đứng đây mặt đỏ tai hồng, nhịp thở dồn dập. Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Những lão quái vật đó sao lại bỗng nhiên chạy qua nói chuyện giúp Diệp Bắc Minh thế? Ai đó có thể giải đáp cho tôi biết tại sao không? Mọi người run rẩy, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bọn họ sợ suýt ngất xỉu. Mỗi một người bước ra đều khiến ánh mắt Hà Vấn Thiên chết chân. Cuối cùng, mắt Hà Vấn Thiên đỏ mừng như nhỏ máu, các người. Bị điên hết rồi à? Chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh mà tình nguyện làm kẻ địch của Vô Tướng Thần Cung sao? Cung chủ, làm sao đây, còn ra tay nữa không? Đến cả 10 vị thái thượng trưởng lão cảnh giới chí tôn của Vô Tướng Thần cũng không nhịn được mà lùi về sau. Đúng lúc đó, cô gái đeo khăn che mặt cất giọng nói, Hà Cung chủ, Y Thánh Cung cũng muốn ra mặt bảo vệ tính mạng của tên kia. Cái gì? Y Thánh Cung cũng muốn bảo vệ Diệp Bắc Minh sao? Khách khứa ở đây đều hóa đá, lòng bọn họ nhấc lên sóng to dữ dội. Hà Vấn Thiên không thể nào tin vào lỗ tai của mình, cô Mộc Giao à, cô. Cô đại diện thay mặt Tuyệt Trần Y Tiên đến đây đó. Cô biết câu nói ấy có nghĩa gì không hả? Tần Mộc Giao gật đầu đáp biết, đây là ý của tôi, đồng thời cũng là ý của sư phụ tôi. Mọi người ngơ ngác, vãi đạn, tên Diệp Bắc Minh này có lai lịch gì thế? Tất cả khiếp sợ. Một tên nhãi nhép đến từ hạ giới mà lại được nhiều thế lực che chở vậy ư? Cứ tiếp tục như vậy e rằng Vô Tướng Thần Cung cũng không dám động đến người nọ.
Tuy rằng vô tướng thần cung hùng mạnh, nhưng cũng không dám làm kẻ địch của bọn Thạch lão quái và Nhân Vương. Còn có Y Thánh cung tuyệt đối không thể đắc tội nữa. Mọi người vô cùng tò mò. Ánh mắt quét lên quét xuống cả người Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Hà Vấn Thiên tối sầm. Bỗng nhiên. A-di-đà Phật. Một vị cao tăng trụ trì Lôi Âm tự bước tới, hai tay chắp lại với nhau. Diệp thí chủ à, bần tăng đứng ra nói vài lời nhé. Diệp thí chủ tàn sát đệ tử của vô tướng thần cung, lại đại não vô tướng thần cung sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Dựa theo luật lệ của đại lục thượng cổ, giết người đền mạng Âu là chuyện hiển nhiên. Nhưng nhiều người bạn đứng ra nói chuyện giúp Diệp thí chủ như thế rồi, Hà cung chủ cũng không thể không nể mọi người được. Trụ trì Lôi Âm tự nhìn Diệp Bắc Minh rồi mỉm cười từ bi nói, hay là như vậy nhé, Diệp thí chủ quỳ xuống dập đầu tạ tội với Hà cung chủ được rồi. Chuyện cậu giết đệ tử vô tướng thần cung coi như bỏ qua. Dù sao làm người nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dứt lời, hàng chục giọng nói hùa theo. Đúng thế. Nên quỳ xuống. Diệp Bắc Minh, theo lý mà nói giết người phải đền mạng, đại sư vô giới chỉ bảo cậu quỳ xuống đã nhân từ lắm rồi đó. Trụ trì Lôi Âm tự đại sư vô giới mỉm cười nhìn Hà Vấn Thiên hỏi, Hà cung chủ, ông cảm thấy thế nào? Hà Vấn Thiên gật đầu nói, nếu hôm nay tên này quỳ xuống nhận tội thì hôm nay coi như bỏ qua việc này. Đại sư vô giới nhìn Diệp Bắc Minh bảo, Diệp thí chủ, cậu thấy rồi đó. Mau quỳ xuống tạ tội đi. Diệp Bắc Minh cảm thấy nực cười, ông là cái thá gì? Bảo tôi quỳ xuống, ông cũng xứng. Giống. Một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại điện. Chẳng ai ngờ được Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay. Từ bên trong kiếm đoạn long, bóng mờ của một con huyết long phóng ra, anh chém về phía đầu đại sư vô giới. Đại sư vô giới thở dài, đôi mắt lạnh như băng, lắc đầu nói, hầy, Diệp thí chủ, bần tăng cho cậu một con đường sống. Cậu lại cam chịu rơi vào địa ngục, cũng được thôi, hôm nay, vì Phật tổ, bần tăng sẽ thu phục tôn ác ma là cậu. Đại sư vô giới chợt dẫm xuống đất, gạch dưới chân nổ tung. Hơi thở của cảnh giới chí tôn bùng nổ. Khách khứa xung quanh hoảng sợ lùi lại. Đại sư vô giới giơ tay cầm một cái chén ăn bằng vàng, đâm về phía kiếm đoạn long. Trong chớp mắt tiếp xúc với kiếm đoạn long, nó chợt vang lên một tiếng cạch, rồi nổ tung. Sao có thể? Đại sư vô giới biến sắc. Gần như là cùng một lúc. Giống. Cùng với tiếng rồng ngâm, kiếm đoạn long rơi xuống. Trong nháy mắt, đại sư vô giới hóa thành một bãi xương máu, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết chí tôn. Toàn trường xôn xao. Mạc Ninh Nhi che miệng nhỏ, trời ạ, cô chủ, anh ta, làm sao có thể? Thân thể Tần Mộc Giao run lẩy bẩy, kẻ này, rốt cuộc là ai? Đôi mắt Hà Vấn Thiên khiếp sợ. Con người Lý Vân Phi cũng co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Bắc Minh có thể giết chết đại sư vô giới. Mười mấy người Thạch Phá Thiên, Sở Thiên Hùng, Đông Hoàng Trường Thiên, Đạo trưởng Xích Dương, Quỷ Bà vô cùng chấn động nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn khiếp sợ. Vèo. Diệp Bắc Minh quay người, bước ra một bước. Ảnh Thuấn. Anh đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên, nghiền ép kiếm đoạn long xuống. Vừa rồi ông đồng ý bảo tôi quỳ xuống. Phụt. Một mảnh xương máu nổ tung. Còn cả anh. Phụt. Mảnh xương máu thứ hai. Phụt. Mảnh thứ ba, thứ tư. Chưa đến 10 lượt hô hấp, tất cả những người vừa nãy hùa theo bảo Diệp Bắc Minh quỳ xuống đều bị giết chết. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, Diệp Bắc Minh tôi quỳ trời đất, quỳ sư phụ, quỳ bố mẹ. Các người là thứ gì? Có tư cách bắt tôi quỳ xuống sao? Còn ai muốn để tôi quỳ xuống nói xin lỗi nữa không? Nơi ánh mắt anh đảo qua. Đồng loạt cúi đầu xuống. Thân thể bọn họ run lên, da đầu như muốn nổ tung. Tên này muốn lên trời sao? Ông trời của tôi ơi, thánh cảnh giết Chí Tôn. Chí Tôn cũng không đỡ nổi một kiếm của cậu ta, ai còn dám đối địch nữa? Ừng ực. Vô số người tu võ nuốt nước bọt, trong lòng cực kỳ chấn động.
Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, chỉ vào Hà Vấn Thiên, hôm nay tôi muốn đi, ông còn muốn cản tôi sao? Cộc! Sau lưng anh truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Mười mấy người Thạch Phá Thiên, Sở Thiên Hùng, Đông Hoàng Trường Thiên, Đạo trưởng Xích Dương, Quỷ Bà đồng thời tiến về phía trước một bước. Các người! Chấm chấm chấm! Trên trán Hà Vấn Thiên nổi gân xanh, suýt chút nữa bị tức chết. Đúng lúc này, Lý Vân Phi mỉm cười, tông chủ, nếu có nhiều người như vậy đều đứng ra nói cho tên này, vậy cứ để bọn họ đi đi. Cái gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn về phía Lý Vân Phi. Hà Vấn Thiên vô cùng nghi ngờ, Vân Phi, Nam Cung Uyển, cậu chắc chắn? Lý Vân Phi cười cực kỳ rực rỡ, tông chủ, tôi chắc chắn. Đôi mắt già nua của Hà Vấn Thiên lập lòe, nhìn Diệp Bắc Minh và Nam Cung Uyển, từ giờ trở đi, Nam Cung Uyển không còn là đệ tử của Vô Tướng Thần Cung. Diệp Bắc Minh, cậu có thể đi. Nam Cung Uyển cắn cắn môi đỏ, cảm ơn cung chủ. Chỉ vậy thôi, một đám phế vật, sau này nghe thấy tên Diệp Bắc Minh tôi thì nhớ cút ngay lập tức, Diệp Bắc Minh ôm Nam Cung Uyển rời đi. Dứt lời, mọi người trong đại điện hoàn toàn sửng sốt. Chưa từng thấy người nào kiêu căng ngông cuồng đến thế. Không biết bao lâu sau. Thạch Phá Thiên lên tiếng, Hà Cung Chủ, xin từ biệt. Sau đó, Sở Thiên Hùng chắp tay, Hà Cung Chủ, xin cáo từ. Cáo từ. Mười mấy người Đông Hoàng Trường Thiên, Đạo trưởng Xích Dương, Quỷ Bà cũng quay đầu bỏ đi. Sát ý lập lòe trong mắt Hà Vấn Thiên, từ giờ trở đi, những thế lực rời đi này đều xếp vào danh sách đen của Vô Tướng Thần Cung. Rõ. Một lão già gật đầu, lấy giấy bút ghi lại danh sách. Mạc Ninh Nhi cảm thấy kỳ quặc, nhìn Tần Mộc Giao, cô chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Lý Vân Phi cần dị hỏa sao? Sao lại thả Nam Cung Uyển đi? Còn cả tên Diệp Bắc Minh kia nữa, thực lực của anh ta, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tần Mộc Giao lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.